Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem bản tin VATV. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Nha Khoa Thưởng Thức với nha sĩ Trần Xuân Vinh với đề tài Tục Lợi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Về Nha Khoa. Đề tài hôm nay là tụt lợi, tiếng Anh là gum retraction. Tụt lợi còn gọi là lợi bị co lại, làm lộ chân răng. Do sự mất mô của lợi răng hay lợi răng bị co, kéo ra khỏi nơi tiếp nối giữa men bao quanh răng và chân răng. Sự hình thành túi lợi gây ra mất sự bám dính của lợi vào chân răng để lộ bề mặt chân răng. Có nhiều nguyên nhân gây ra tụt lợi. Nguyên nhân thường gặp nhất là viêm lợi và viêm quanh răng. Không giữ vệ sinh răng miệng tốt để vi trùng bám vào răng, gây ra hiện tượng viêm hay sưng kinh niên của lợi và dần dần lợi bị co lại do hiện tượng làm sẹo, làm cho răng mất đi hệ thống giữ chặt chân răng, đưa đến sự lỏng lẻo của chân răng. Nguyên nhân thứ nhì là do chải răng quá nhiều, quá mạnh hoặc không đúng cách sẽ làm cho men răng và phần nối tiếp giữa lợi răng bị mòn dần, đưa đến tình trạng tụt lợi. Ngoài ra, dùng chỉ răng quá mạnh, không đúng cách, sai kỹ thuật cũng có thể gây tổn thương cho lợi răng hoặc cắt vào lợi, gây ra nhiễm trùng. Đặc biệt, chất axit từ dạ dày có thể làm tổn hại cho lợi, hiện tượng sản xuất nhiều chất axit do bệnh axit trào ngược chiều hoặc do hậu quả của móc họng cho ói ở những người ăn uống quá mức nhưng lại không muốn mập. Ngậm hay nhai thuốc lá cũng ảnh hưởng đến các lớp mô bảo vệ miệng và lợi, gây ra tụt lợi. Thiếu sinh tố C gây ra một bệnh gọi là scurvy, cũng gây bệnh chu lợi và làm cho răng dễ bị chảy máu. Vitamin C tìm thấy trong các loại trái cây tươi như cam, chanh, bưởi, vân vân. Bệnh này tìm thấy ở những nơi không có nhiều thực phẩm tươi. Hậu quả của tụt lợi như thế nào? Như đã trình bày, tụt lợi làm mất men răng và xi men chân răng, lộ ngà, bề mặt chân răng lộ ra nên dễ bị sâu chân răng. Nếu không được điều trị kịp thời, sẽ dẫn đến viêm tủy. Khi lợi răng tụt xuống, sẽ làm hở chân răng, đối với các răng cửa và răng nanh sẽ làm giảm mất đi sự thẩm mỹ. Tụt lợi là một tiến trình xảy ra chậm và từ từ trong nhiều năm, vì vậy thường gặp ở lứa tuổi 40. Tụt lợi có thể không gây ra cảm giác khó chịu, không làm cho bệnh nhân chú ý cho đến khi có những triệu chứng sau đây. Răng bị lung lay, răng không đứng thẳng, có thể đẩy qua, đẩy lại. Răng tăng nhạy cảm khi bị kích thích, khi đau hay ê buốt, khi ăn thức ăn nóng, uống nước trái cây chua hay ăn cay. Răng có hình dạng dài hơn bình thường. Chân răng bị hở ra và dễ nhận thấy chỗ khuyết ở chân răng khi sờ vào răng. Hay răng bị đổi màu vì màu của men răng khác với màu của chân răng. Khoảng cách giữa hai răng rộng ra vì lợi răng không còn đủ để làm đầy khoảng cách hai răng nữa. Lợi răng bị đỏ, sưng. Lợi răng bị chảy máu khi đánh răng hay kéo chỉ răng. Sau đây là phân loại bệnh tụt lợi. Bản phân loại của Miller là bản phân loại được sử dụng rộng rãi nhất. Bản cho biết các mức độ nặng hay nhẹ của bệnh tụt lợi, dựa vào đường ranh giới giữa lợi và niêm mạc miệng, tiếng Anh là mucogingival junction. Miller chia làm 4 loại: 1, 2, 3, 4 và nhìn vào mô hình. Loại 1, tụt lợi chưa tới đường ranh giới giữa lợi và niêm mạc miệng. Loại 2, tụt lợi tới hoặc vượt qua đường ranh giới nối lợi và niêm mạc miệng, mô quanh răng chưa bị tổn thương. Loại 3, tụt lợi vượt qua đường ranh giới lợi và niêm mạc, lúc này mô quanh răng bị tổn thương. Loại 4, tụt lợi vượt quá đường ranh giới lợi và niêm mạc, mô quanh răng bị hủy, răng lung lay. Nhìn vào tiến trình tụt lợi, loại 1 rất nhẹ, chân răng vẫn được bao phủ 100%,
loại 2, chân răng cũng được che phủ 100%, nhưng đến loại 3, chân răng chỉ còn bao một phần mà thôi. Tụt lại loại 4 thì rất nặng, chân răng không còn được che phủ nữa. Làm thế nào để chữa tụt lợi? Trước tiên, phải tìm hiểu nguyên nhân đưa đến tụt lợi để có thể điều chỉnh và chữa trị kịp thời. Nếu do chải răng quá mạnh hay không đúng cách, cần điều chỉnh lại cách đánh răng cho đúng và dùng bàn chải có lông mềm. Nếu do hiện tượng đóng vôi thì cần phải vệ sinh răng miệng và cần được làm sạch răng do giới chuyên môn. Nếu các phương pháp trên không giúp được, giới chuyên môn sẽ phải giải phẫu bằng các kỹ thuật đặc biệt để phục hồi phần lợi che phủ chân răng. Có hai cách, đó là ghép lợi và tái tạo mô răng. Phương pháp đầu tiên là ghép lợi tiếng Anh là gingival grafting. Nếu lợi bị mất nhiều, cần ghép lợi để tái tạo lợi đã bị co lại. Tùy vào mức độ nặng nhẹ của túi lợi và tùy theo độ hở của chân răng, các phương pháp giải phẫu được áp dụng nguyên tắc kéo hoặc lấy một phần lợi ở nơi khác ghép vào nơi bị mất, với phần còn lại để che phủ nơi bị hở. Hình bên trái chụp lúc đang ghép lợi, hình bên phải là sau khi ghép lợi. Phương pháp giải phẫu thứ nhì là tái tạo mô nhân tạo, tiếng Anh là Growth Factor Technique. Phương pháp này áp dụng khi không có đủ lợi để tái tạo. Hiện nay, có một phương pháp sử dụng tái tạo mô có hướng dẫn sinh học, tiếng Anh là Platelet Derived Growth Factor, viết tắt là PDGF. Chất này được phối hợp với một chất như biểu mô, matrix, để tạo ra một chất keo xương để gắn vào nơi bị tụt lợi và sau đó dùng lợi ở nơi khác để bao phủ lên chỗ đó. Kết quả của phương pháp này có triển vọng nhiều. Như vậy, làm thế nào để phòng ngừa bệnh tụt lợi? Sau đây là những điều quý vị cần nên nhớ. Quý vị nên súc miệng ngay sau khi ăn, đặc biệt là thức ăn ngọt. Không nên dùng tăm xỉa răng có đầu nhọn, hãy nên dùng chỉ nha khoa để lấy thức ăn dính ở kẽ răng, cần chọn những bàn chải răng mềm. Hãy nên dùng nước súc miệng có chất chứa fluor, hexidine, sodium fluoride. Quý vị cũng nên hẹn nha sĩ làm sạch răng mỗi 6 tháng. Kính thưa quý vị, hy vọng phần trình bày trên đã giúp quý vị có thêm một sự hiểu biết cơ bản của một bệnh khá phổ biến về răng. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào mỗi Chủ nhật đầu tháng. Kính thưa quý vị, bản tin VATV do SBTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào.